VTV6, phim 360, phim mới trên toàn thế giới. Không có những cưới, cũng chưa từng kết hôn. Anh còn độc thân. Và bây giờ anh mới nhớ ra phải suy nghĩ về vấn đề này. Không biết có muộn không ta? Xin lỗi anh. Anh đừng hiểu lầm. Trước nay em chưa từng phát sinh quan hệ với khách của cửa hàng. Em nghĩ nhiều rồi. Ok, anh không phải là khách hàng của em. Chúng ta không quen nhau trong tiệm của em, đúng không? Lần này anh tới gấp gáp quá, không mang theo đồ tùy thân gì, cho nên mới nghĩ ra nhân tiện mua một thể. Nếu như có gì khiến cho em không thoải mái, thì sau này anh sẽ không tới chỗ của em làm nữa. Anh hoàn toàn tôn trọng em. Anh biết được là em làm việc ở đâu, anh quay về là liền mua vé máy bay. Bay tới đây tìm em, phải là càng già càng mất nết không? Anh có thể hỏi em một vấn đề này được không? Chuyện gì? Tại sao em lại từ chối anh lúc ở trên du thuyền? Em không thích tình chớp nhoáng. Em không tùy tiện vậy đâu. Vậy tại sao hôm nay em lại chạy tới đây tìm anh chứ? Bởi vì bỗng nhiên anh lại xuất hiện. Xuất hiện trong tình cảnh mà em rất quen thuộc. Không phiêu du giống như cực quan nữa. Ở độ tuổi của em, thích thứ nhìn thấy được, những thứ nắm bắt được. Không phải ba nói rồi sao? Lấy phòng đơn cho ba là được rồi. Còn lấy phòng ba lớn như vậy. Nhà chúng ta cũng 80 mét vuông rồi, không thể đổi thành nơi nhỏ quá đúng không? Vợ ơi, em vô phòng trả lại cái giường cho ba đi. Dạ. Anh đi làm thẻ phòng và thẻ an toàn. Ba nghỉ ngơi chút đi ba. Thay cái này nha ba. Được. Năm đó chở con lên cấp 3, ba cũng trải giường cho con như vậy. Chớp mắt một cái, đã bao nhiêu năm. Năm đó con mới 16 tuổi. Năm mẹ con mất, con 13 tuổi. 14. Ba có biết tại sao lúc đó con sống chết đời học trong trường bổ túc không? Từ khi mẹ con mất rồi, hai cha con mình cho tới hôm nay không có gì lạ.
Thật ra có một chuyện con vẫn chưa nói với ba. Năm con học lớp 7, lần đầu tiên con tới tháng, khi đó con cũng không biết nói với ba làm sao nữa. Con giả vờ không có chuyện gì, cứng đầu đạp xe đi tới trường luôn. Khi đó ba cũng đoán ra rồi. Lúc đó đang là tháng 7, tháng nóng đỉnh điểm, bụng con đau muốn chết. Đạp xe đi được nửa đường thì nôn thấy mật xanh mật vàng. Khi đó trong lòng con rất ấm ức, nhưng mà vừa về tới nhà cũng không thể nói với ba được, không thể nào mở lời. Là vì chuyện đó, cấp 3 học nội trú, lên đại học xong thì trốn ở ký túc xá không về nhà. Có lẽ là con muốn trốn tránh những lúc ngại ngùng như vậy thôi. Thật ra sau đó nghĩ lại, nhiều năm qua ba cũng có những lúc như vậy. Có những lời ba vẫn không thể nói được với con, hoặc là ba vốn dĩ không muốn nói với con. Con biết là ba sống chết dọn tới đây chính là vì không muốn thành gánh nặng của con. Lý do duy nhất con thuyết phục bản thân mình chính là thấy những người già ở diện này cũng đều trạc tuổi ba. Nếu như có chuyện không thể mở miệng nói với con gái thì ít nhất còn có người nghe ba. Cứ coi như con đưa ba tới trường nội trú vậy hả ba? Làm gì vậy? Anh cho em hơi ấm. Đừng chơi game nữa, tịch thu điện thoại. Ê, em sắp qua màn rồi, chắc chắn là qua được. Tôi nói cậu nghe, mấy năm nay tôi luôn cố gắng nói chuyện giao lưu với mấy đám lão làng đó, ít nhiều tôi cũng có kinh nghiệm, cậu phải học theo tôi chứ. Ai nói là em chỉ biết chơi điện thoại chứ? Em đã coi qua một lượt mấy đơn hàng mà chúng ta phải phụ trách rồi. Mấy nhà này á, em bao luôn. Nhà đầu tiên này, còn cả nhà sau đó, cậu không làm được đâu. Tôi phải... Chị à, đói bụng không? Ờ, cũng hơn 7 giờ rồi ha. Để tôi gọi đồ ăn. Chung chung. Cậu xem đi, muốn ăn gì? Để tự em kêu. Ừ. Được rồi, gọi xong rồi đó. 360. Cậu ăn bao nhiêu vậy? Tối nay em chịu khổ sở mệt mỏi như vậy vì ai chứ? Chị à, chắc chị không keo kiệt như vậy đâu ha. Trời ơi, cuối cùng cũng nhận được đơn hàng mới rồi nè. Em coi đi, còn là đơn hàng lớn đến như vậy nữa. Giờ khi em gửi hợp đồng qua đó rồi, sau khi bọn họ ký tên đóng dấu gửi lại, đơn này mới coi như chắc chắn. Hai tháng này coi như là thở phào được rồi. Nè vợ à, khoảng thời gian này em vất vả quá rồi, nhẹ nhõm hơn rồi đúng không? Ừ. Ê, giờ em phải tính lại nha. Sau khi tới kỳ hạn khoản đầu tiên, nên trả khoản tiền lương nợ nhân viên hai tháng này trước đi. Sau đó trả tiền chi cho thẩm kiệt luôn. Bây giờ anh vô cùng muốn tặng cho em một món quà, anh phải khao em cái gì đó mới được. Em nói đi, em muốn gì? Em muốn rất nhiều thứ á. Em cứ nói đi. Em muốn... em ghẹo anh thôi. Chờ qua nửa năm này đi. Chờ qua nửa năm sau lợi nhuận của công ty chúng ta ổn định được rồi thì em sẽ tính toán với anh sao. Vậy không được đâu, bây giờ em phải nói rõ. Gõ lên đầu anh đi, gõ mạnh lên. Lấy cái này gõ đi. Sao nỡ gõ anh chứ. Tôi biết rồi, tôi muốn chuộc lại toàn bộ khoản tiền bảo hiểm. Cô Cố à, làm như vậy tiền lãi không chỉ không còn, tiền gốc cũng sẽ bị khấu trừ đó. Sau này cho dù cô có muốn mua lại nó, nhưng mà bây giờ tôi cần tiền gấp lắm. Được rồi, vậy tôi sẽ nhanh chóng làm thủ tục hoàn tiền. Được, cảm ơn.
Chị Lý à, hả? Trung Hiểu Dương vẫn chưa quay lại hả chị? Ây, nhất định là không xử lý được rồi. Cô cũng đúng thiệt là đưa mấy nhà khó nhất cho thằng bé, không phải cô làm khó người ta rồi sao? Ê, ê, ê. Nè, có người tìm cậu. Chị à, kết bạn với em nha. Cũng được, được đó, được đó. Nè. Được rồi, cảm ơn. Được rồi. Có chuyện gì liên lạc trên đây được, nha. Được rồi, được rồi. À, được. Sau này thường xuyên ghé nha. Vậy em đi trước nha chị. Tạm biệt Chân Dương. Dạ. Năm cửa hàng đã xong rồi. Cuối cùng tôi cũng biết tại sao cậu chọn mấy cửa hàng này rồi. Em chọn năm cửa hàng khó nhất á. Bởi vì năm cửa hàng này người phụ trách đều là nữ hết. Tôi vẫn luôn cho rằng trong công việc lấy nhan sắc làm ưu thế chỉ có phụ nữ thôi chứ. Chị đang khen em đẹp trai đó hả? Tôi thấy không đáng. Nói là chia sẻ giúp tôi, tăng ca giúp tôi, coi tôi như con ngốc làm tài liệu giúp cậu. Thật ra đã tính kỹ hết rồi, ký được thỏa thuận nhờ bán nụ cười. Chị à, sao vô duyên vô cớ giận em vậy? Với ai cậu cũng kêu là chị được sao? Sau này đừng gọi tôi là chị nữa. Tôi không giang hồ như cậu đâu. Từ lần gửi đồ chuyển phát nhanh cho chủ cửa hàng, tôi phát hiện ra chúng ta không phải là người chung đường. Cậu giấu cũng kỹ quá nha. Vậy mà chưa thoát ế hả? Tụi mình vẫn chưa xác định quan hệ mà. Chưa đã động tới vấn đề đó. Đã bên nhau rồi đó bạn à. Cùng lắm cũng chỉ là tình một đêm thôi mà. Hả? Cậu sống thoáng tới vậy sao? Vậy cậu có thích anh ta không? Cậu có muốn tiến thêm một bước nữa xác định mối quan hệ không? Thì muốn sao không? Điều kiện anh ấy tốt như vậy, độc thân, có tiền lại thú vị nữa. Nhưng cũng vì quá tốt nên mới không chân thật. Nghĩ cái gì vậy? Hơn nữa mình cảm thấy tối hôm qua mình xông vô khách sạn ôm lấy ảnh. Cậu coi đối với con gái có phải là không nên không? Chủ động quá đi à. Thì ra cậu là người như vậy, dương mạng đi. Nè, đừng có cười cậu mà. Cậu coi đi. Cậu coi đó, điều kiện tốt như vậy, hắn nói với cậu là độc thân thì cậu tin là độc thân liền sao? Đúng đó. Lỡ đã từng kết hôn thì sao? Cô Dây, vậy thì có cách nào điều tra ra được không? Để mình nghĩ coi nên điều tra như thế nào đi. Ừ. À, hay là lần sau lúc hai người gặp nhau, cậu chụp hình trang đầu hộ chiếu của anh ấy, mình tìm người tra thử coi ha. Ờ, trang đầu của hộ chiếu đúng không? Ờ. Ờ, được rồi, được rồi. Để mình sẽ nghĩ cách. Chào mọi người, mọi thứ chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể bắt đầu. À, được rồi, đi. Chào mọi người, tôi là nghệ nhân cắm hoa phái giả thú. Rất vui hôm nay được cùng mọi người hoàn thành một bình hoa phù hợp với phong cách bài trí ngày thường trong nhà. Chúng ta bắt đầu thôi. À, được. À, đúng rồi. Hôm nay hai người tới, mình muốn nghe ý kiến của hai người nè. Chuyện gì vậy? Nè, coi cửa hàng này đi. Đẹp quá đó chứ. Cũng rất ổn. Có phải đó rất đẹp không? À, cửa hàng này tới cuối tuần sẽ ngừng kinh doanh rồi. Mình đang muốn thuê lại cái cửa hàng này á. Hả? Mở một cửa hàng đồ ăn ngọt. Như vậy buổi trà chiều của các phu nhân có thể tổ chức cố định ở đó luôn. Mình thì không cung cấp được thông tin gì, nhưng ít nhất mình có thể cung cấp được địa điểm giao lưu cho mọi người. Nếu như thông tin ở đây càng ngày càng nhiều, vậy thì mình không cần đi tìm bọn họ nữa. Có phải là mấy người họ sẽ vô thức tụ tập tại quán mình không? Vậy cái chỗ đó có đắt không? Có phải là tốn nhiều tiền không vậy? Cũng không quá nhiều. Cái chỗ này khá nhỏ, cũng không quá tốn kém. Nhưng mà bây giờ mình không có cách nào xin tiền của Nguyễn Sơn được nữa, nên đã lấy lại tiền bảo hiểm của mình rồi. Mặc dù không nhiều, nhưng miễn cưỡng cũng gom góp đủ. Cố Dây, cậu thật sự rất là quyết đoán. Cậu muốn làm là làm liền. Hai người cũng cảm thấy rất là ổn phải không? Rất tuyệt, rất tuyệt đó. Vậy quyết định vậy ha. Vậy cậu cần bọn mình giúp gì thì cứ nói một tiếng là được. Đúng đó, mình có thể tới đó giúp, dù sao mình cũng rảnh mà. Nếu hai cậu muốn tới thì cứ đem miệng tới đó là được. À, vậy tốt quá rồi.
Đây là bụng cá ngừ Nam Cực ngon nhất đó. Bởi vì gần vị trí bụng, ít vận động, giàu chất béo, một con cá thì chỉ có mấy miếng này là béo nhất. Ừ, rất ngon đó. Vậy là anh định cư ở Hồng Kông sao? Đúng vậy. Có một lần anh đi theo tàu cá Nhật Bản, con cá này cắn câu, nó bắt đầu dãy dụa theo móc cần câu. Thịt cá này sản sinh axit lactic, sau đó gỡ cá ra thì lập tức bỏ cá vào trong nước bình thường, còn phải lưu thông oxy, chờ tới một giờ sau thì thả nó ra. Tới lúc này thì phải dùng nước biển rửa sạch. Nếu như dùng nước ngọt thì sẽ mất đi vị của cá. Em có nghe anh vừa nói gì không vậy? Anh đang nói về cá, em nghe thấy mà. Ok. Anh nghĩ là anh nên giới thiệu bản thân của mình trước. Anh tên là Lương Chính Hiền, năm nay 37 tuổi, là người Mỹ gốc Hoa. Rất nhiều năm về trước, anh về Hồng Kông lập nghiệp, rồi định cư ở đó một thời gian dài. Bây giờ thì đang độc thân. Anh thì không có sở thích gì tốt hết, chưa có tiền sử tội phạm nào luôn. Bây giờ em đã có thể hiểu rõ được chưa? Ngày mai em phải về Hồng Kông. Tháng sau em có muốn đi cùng anh tới Vanuatu coi tàu đắm không? Ăn thử cá mà anh câu được đó. Và Vanuatu? Đúng vậy. Alo Cố Dây, cậu tra được giúp mình chưa? Tra được rồi. Luật sư cá nhân ở Hồng Kông của bà chứ, tìm thấy bằng chứng anh ta độc thân rồi, cũng chưa từng kết hôn. Được, mình đã biết rồi. Cảm ơn nha. Vận động không ít hả? Gan bị nhiễm mỡ rồi. Ông xã, kể từ hôm nay, buổi tối của anh sẽ uống thứ này ha. Bữa tối phải uống cái này hả? Báo cáo xét nghiệm của anh cũng nói hết rồi đó. Gan nhiễm mỡ mất trung. Bác sĩ nói do anh tham ăn quá nhiều, hiểu chưa? Ba bị gan nhiễm mỡ á. Con biết gan nhiễm mỡ là gì không con trai? Hôm trước em đi học với nhóm của chị Du, thật sự là học được rất nhiều thứ. Bọn họ nói bây giờ nhịn ăn bữa tối đang là xu hướng toàn cầu, cũng là kiểu sinh hoạt tốt cho sức khỏe nhất luôn đó. Chị uống thứ này thôi cũng không có no được mà. Ăn bánh bao. Gan ba đang nhiễm mỡ mà con. Ông xã, tới độ tuổi của chúng ta rồi, trên có già dưới có trẻ, sức khỏe là quan trọng nhất. Không sao đâu, sau này em cũng không ăn bữa tối nữa, nhịn cùng với anh. Chị Trân, sau này lúc chị làm bữa tối, chỉ cần làm cho chị và Tử Ngôn là được rồi. Tôi với Quyển Sơn phải nhịn ăn bữa tối. Đừng, dạ mà được. Đừng có chịu tội cùng anh chứ, sức khỏe của em có bị gì đâu. Chỉ có mình anh không ăn, em ngồi nhịn cũng không nhẫn tâm. Không sao đâu, em nhịn cùng anh. Con người chỉ cần 21 ngày là có thể tạo thành thói quen mới. Rồi 3 tháng sau chúng ta lại đi kiểm tra, coi thử là có hiệu quả hay không. KPI còn đang chờ anh đó. Đang làm gì vậy?
Con trai, ba con đói quá, đói lắm luôn á. Bên con có đồ ăn vặt hay không vậy? Cho ba một miếng đi ha. Đây. Ôi trời, con cũng vất vả quá. Con đã cứu ba một mạng đó con trai à. Ba ơi, ăn xong cái này rồi thì mình phải để mình giống như vậy sẽ không bị lộ ra. Con đúng là một tiểu thiên tài. Sao ba sinh ra được một tiểu thiên tài giống con chứ? Nè nè, lại chúc mừng với ba đi. Dạo gần đây sao cậu liều mạng làm việc vậy? Thì tích ngày nghỉ đó. Nếu không thì sao mà đi tới chỗ đó, là chỗ đó tên gì vậy ta? À, Vanuatu. Cái tên của nước này mình còn chưa nghe lần nào nữa. Mình cũng chưa nghe luôn. Rơi vào lưới tình rồi. Hiểu Cần, lại làm biến rồi. Cậu kêu ai đó? Lần trước chị không cho em gọi chị là chị mà. Em chỉ có thể gọi tên chị thôi. Em thấy hai người đứng đây nói chuyện nè, nên mua hai ly cà phê, tới mời hai chị uống. Cảm ơn nha. Tôi có nước, không cần đâu. Cảm ơn. Đồng nghiệp hả? Em chào chị. Là đồng nghiệp mới, tên Chung Hiểu Dương. Chung Hiểu Dương? Cậu có em trai từ lúc nào vậy hả? Tôi nói chị nghe, tôi từng về nhà hỏi ba thử, nhưng mà không có người chị thất lạc nào hết. Đúng là tiếc ghê. Nè Hiểu Cần à, ông xã cô tan làm có qua đón cô không? Không có, anh ấy đón tôi làm gì chứ? Không có, mình hỏi thăm vậy thôi. Tan làm có một bộ phận rủ đi ăn, đúng không chị Hiểu Cần? Vậy tôi đi về trước đây. Được. Tan giờ làm nhắn tin mình nha. Chị à, tôi biết là chị ấy có chồng, chị không cần phải nhắc tôi. Vậy thì tốt. Bạn tôi không có biết đùa đâu. Cảm ơn ly cà phê ha. Dạ không có gì. Quệ Hân à, cô làm gì vậy? Tôi quay video dạy học cho chồng mình, để anh ấy học cách nướng thịt rồi. Cho tôi ăn. Ăn đi, ngon lắm. Thiệt đó hả? Ăn đi, cho đi. Cô ăn sao? Chấm nước sốt này cô nè. Cô nhìn nè, tay nghề của Hiểu Cần tốt vậy. Ê, cô chọn chút Tiểu Chung vẫn chưa ăn nữa đó. Ngon ghê á. Ngon quá. Hiểu Cần à, sắp hết thịt rồi, cô nướng thêm đi. Đây để em nướng cho. Sao cái gì cậu cũng dành vậy? Em mới vừa thử một miếng em thấy nướng không ngon. Em giỏi nướng thịt lắm đó, mọi người thử tay nghề của em đi nha. Thật sao? Nói dớ dẫn gì vậy? Lúc mọi người tụ tập toàn là tôi nướng hết. Tôi nướng ngon lắm đó. Phải đó. Hiểu Cần à, cô để Tiểu Chung nướng thử coi, để chúng tôi nếm thử tay nghề. Đúng. Để Tiểu Cần nghỉ ngơi lát đi ăn thịt đi. Vậy cậu lấy kẹp đi, chúng ta so thử coi rốt cuộc ai nướng ngon hơn. Thi thì thi thôi. Phục vụ à, cho thêm cái kẹp nữa nha. Ăn nhiều vô, ăn nhiều vô. Cảm ơn chị. Nói thêm rau vô ăn cho ngon. Nè, ăn đi. Mẹ, chỗ cô đang ồn lắm. Cô đang đi ăn với đồng nghiệp bên ngoài. Mẹ có chuyện gì vậy hả? Vậy chừng con về con gửi cho mẹ được không? Dạ dạ, được. Sao vậy? Nướng mệt quá trốn ra ngoài hả? Cậu nướng ngon lắm mà, nên tôi nghỉ một lát. Nướng cái gì chứ? Cái đồ khoe khoang. Nè, chị hun khói cả đêm rồi, mặt mũi nhăn nhó hết trơn, thư giãn chút đi. Em không có hạ độc chị đâu. Cảm ơn. Thực ra năm cửa hàng này là em cố ý chọn, em không phủ nhận. Em cố ý chọn một người phụ trách là phụ nữ. Vốn dĩ em chỉ muốn chia sẻ một chút với chị. Em mới tới cho nên không hiểu rõ khách hàng, cũng không quen đối với công việc này. Em nghĩ tới nghĩ lui, ưu thế duy nhất của em đó chính là giới tính thôi. Cùng cực đẩy nhau, khác cực hút nhau. Chị không phủ nhận đạo lý này chứ? Em chỉ nghĩ là đàm phán được một chỗ coi như là cũng chia sẻ được với chị rồi. Ưu điểm duy nhất của cậu chính là dám nói, dám nhận. Trong lòng nghĩ cái gì thì cứ nói cái đó thôi, có gì đâu mà không tốt. Chị à, thật ra thì em á chỉ gọi có mỗi mình chị là chị thôi. Thật đó, em đã đi hết các phòng ban ở trong công ty chúng ta rồi. Công việc cũng chỉ có nhiêu đó, không có thú vị. Em không hy vọng công việc chỉ là để kiếm tiền. Em cảm thấy chị rất thú vị và còn rất vui vẻ nữa.
Vậy tôi là trò đùa của cậu hả? Em không có đi đâu nha. Ủa chị bị sao vậy? Tôi đau bụng quá. Đau bụng hả? Trong chai nước xoài này chắc là không có gì chứ. Không thể nào đâu. Viêm dạ dày cấp tính, không phải sốt rét còn may đó. Bác sĩ à, buổi tối chúng tôi đi ăn giống nhau mà, sao cậu ấy không sao hết? Tôi coi bệnh án của cô rồi. Đợt trước cô phẫu thuật sinh non có đúng không? Khoảng thời gian này khả năng miễn dịch rất kém, phải cẩn thận nhiều đó. Chị à, em đi đóng tiền viện phí nha. Tiêm một mũi rồi theo dõi nửa tiếng, về nhà nghỉ ngơi đàng hoàng, ăn uống thanh đạm thôi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Cầm cái này. Alo chồng à, anh đang ở đâu vậy? Mau tới đón em đi. Mọi người ăn xong rồi hả? Thôi em tự gọi xe về giùm anh đi. Anh đang ở nhà một người nuôi cá, cách chỗ em xa lắm. Em còn chưa nói em đang ở đâu, sao anh biết được là anh ở xa em chứ? Bình thường công ty em đi ăn không phải là gần công ty sao? Anh không biết địa điểm nhà hàng mà. Ngoan ngoãn tự gọi xe về đi hả? Nếu tiền này có thể dùng được, hôm nay em sẽ gọi xe của anh về. Đừng phá, lát nữa anh sẽ về nhà mà. Mời anh một ly, cùng nâng ly đi. Dạ xin lỗi, xin lỗi. Bên phía mọi người đã giải tán lâu rồi, em cũng đã nói chuyện với mọi người để đưa chị về. Không cần đâu, tôi không sao. Đừng mà, trời cũng đã khuya rồi, chị còn không khỏe nữa, em cũng đâu vô phép vậy được. Nếu như chị muốn đi bộ về á thì em đi chung với chị. Cảm ơn cậu đã đưa tôi tới bệnh viện, tôi gọi xe rồi. Tạm biệt. Tạm biệt. Vậy chú ý an toàn nha. Ừ. Chuyện gì vậy? Anh đừng ngáy nữa được không? Đâu có ai ngáy đâu. Anh còn chưa ngủ đây nè. Là chó ngáy đó. Em đừng có ồn nữa, ngủ giùm anh đi. Tôi thấy thể lực của cậu đúng là không được như trước đây nữa. Cậu không ăn cơm một bữa thử coi. Bà xã của tôi muốn để hai cha con tôi thành cái bộ dạng gì đây? Bớt ăn một bữa cơm cũng đâu có chết đâu mà. Một khi mà phụ nữ ác lên rồi đó, tinh tinh cũng biến thành khỉ cho được luôn. Tôi không muốn làm người nữa. Đúng rồi, tiền xoay vòng cậu cho công ty chúng tôi mượn đó, cô dài nói đã trả cho cậu rồi. Cảm ơn nha người anh em. Cậu còn khách sáo với tôi làm gì? Tôi nói nè, những chuyện lớn ở nhà của cậu vẫn nên để cố dài quyết định. Tới tôi còn khâm phục cô ấy. Tôi cũng thấy vậy. Bà xã của tôi đó gần đây có hơi thay đổi, nhận đơn hàng lớn chưa chắc đã là chuyện tốt nữa. Sao tôi không hiểu lắm, một công viên lớn tới như vậy, tuần nào nó cũng tổ chức show bắn pháo hoa. Đối với công ty mà nói, có thể coi đây là tiền vô gấp bội mà. Ban đầu tôi cũng không nghĩ như vậy, cùng lắm chỉ là thu được tư cách đấu thầu mà thôi. Anh đây muốn dựa vào thiết kế đáng tự hào của mình để bọn họ mở rộng tầm mắt mà. Yes. Không phải anh có đoàn đội nước ngoài hay sao? Tôi muốn các anh biết được pháo hoa của nước mình hiện tại nó đã tới trình độ nào rồi. Nhưng bây giờ thì hay rồi, chỉ một câu nói,
Người ta nói ký hết là ký hết luôn. Đây chính là biến đổi nháy mắt mà cậu nói đó. Vậy không phải là đi lối tắt rồi sao? Cậu nói nhiều như vậy tôi mới hiểu được. Cậu đang cảm thấy là tài năng thực sự của mình không có chỗ dùng, giá trị của cậu không được thể hiện. Bây giờ cô gia đã bán cả bảo hiểm luôn rồi, muốn mở tiệm đồ ngọt, một lòng muốn sắp lại với đám phu nhân kia. Tôi đang rất lo lắng. Liệu có khi nào có vấn đề gì không? Có thể có vấn đề gì được chứ. Xã hội bây giờ là gì rồi? Xã hội quan hệ. Vợ cậu làm được rất nhiều việc là vì cái gì chứ? Không phải vì gia đình các cậu sao? Cậu có đồng ý để chúng tôi trao đổi không? Hả? Sao hả? Sao thì nói chuyện kiểu gì vậy chứ? Nói chuyện gì vậy không có được nha. Phải đó. Giờ muốn sao? Ê bạn có chuyện gì vậy? Cái đám nhóc này nói chuyện mất dạy quá trời. Mấy người muốn làm cái gì hả? Chúng tôi còn chưa hết giờ mà. Các anh chiếm sân rồi cũng không có đá mà. Có đá hay không cũng chưa tới lượt các cậu. Có hiểu quy tắc không vậy? Sao hả? Cậu lượm bên lại đây, chúng ta xong chuyện. Tôi không lượm nó thì sao hả? Muốn đánh nhau hả? Đánh nổi không? Nè, muốn làm gì hả? Vợ à, trẻ con bây giờ đúng là không biết điều, đánh người đánh vô mặt, ra tay cũng dã man lắm. Tôi mất luôn đôi giày rồi. Thì cũng không giỏi bằng người ta thôi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ai cho mấy người nói chuyện hả? Cô là ai? Tôi là người nhà của Hứa Nguyễn Sơn. Hứa Nguyễn Sơn? Ai vậy? Tôi. Anh ngồi xuống. Mời cô đi theo tôi. Đồng chí à, chuyện này rốt cuộc là sao? Hứa Nguyễn Sơn cầm đầu bọn họ đánh nhau với học sinh. Anh ta ra tay trước. Nè mấy anh. Nè, chuyện này chưa xong. Không cần biết đã xong hay chưa. Chuyện này đúng là do anh tôi không đúng, ra tay trước. Chúng tôi không có cần tiền. Không cần tiền, vậy thì dễ làm rồi. Anh có ý gì vậy? Hả? Không có ý gì hết. Không chấp nhận bồi thường, từ chối hòa giải, vậy thì phải kết án. Toàn là sinh viên đang đi học, có tổ chức, có kỷ luật. Chuyện này nếu như để cho trường biết các cậu ra ngoài trường đánh nhau gây lộn, ít nhất là cũng sẽ có ảnh hưởng. Theo tôi nghĩ á, tôi cảm thấy không cần thiết. Không cần tiền cũng không sao. Chút nữa để cho ông chủ làm tấm thẻ sân bóng cho các cậu, sau này muốn đi đá bóng cũng tiện hơn. Mọi người muốn đá lúc nào cũng được. Mọi người thấy sao? Như vậy có tốt hay không hả? Thật ngại quá anh à, chúng tôi kích động quá làm anh bị thương rồi. Nói cái gì vậy chứ, duyên phận hết đó, không đánh không quen biết. Nè, chúng ta kết bạn WeChat đi ha. Được. Về nhà thì lập nhóm, đánh thì đá banh được không? Được. Đau quá. Chúng ta kết bạn nha. Quay đi dài rồi. Em ở trước mặt họ cố hết sức giữ thể diện cho anh. Anh hay lắm, phơi cho hết luôn. Cũng đâu có gì lớn lao lắm đâu, kết quả tốt là được rồi. Xong rồi còn quen một đám bạn mới nữa chứ. Nói em nghe nha, anh đánh trận này xong rồi đúng là thú vị thiệt luôn đó. Tìm được cảm giác lúc trẻ ngông cuồng của hồi đó. Tốt gì mà tốt. Anh quên là ngày mai phải công tác ở Bắc Kinh sao? Mặt anh sưng hết rồi làm sao gặp khách hàng được đây? Trời, anh đúng là quên mất chuyện quan trọng này. Trách đầu óc của anh không tốt lắm đi. Bởi vậy em mới phản đối anh tới sân bóng đó. Anh coi có nhiều môn thể thao anh không chọn, cứ phải chọn môn va chạm kịch liệt này. Lần trước giảng dây chằng phải treo trong một tháng. Lần này thì hay rồi, còn đánh nhau với người ta. Anh với Thẩm Kiệt không phải đều rất bình tĩnh sao? Sao ở chung với nhau là không biết gì hết vậy? Thể thao thể dục không phải là chuyện tốt hay sao? Đánh nhau là máu nóng nhất thời thôi mà. Cũng chỉ là quên đi nhiệm vụ ngày mai thôi. May mà Trần hút kéo được anh ra đó.
Nếu mà anh bị nhốt lại, cố gắng bao lâu nay của chúng ta uổng phí hết rồi. Sao lại nói là uổng phí được chứ em? Người ta còn không thèm coi phương án mà anh thiết kế nữa mà. Người ta nhìn thấy mặt anh như vậy, chỉ cần em đừng đắc tội với chị Du đó, thì gia đình của người ta vẫn còn nhiều đơn hàng lắm. Anh nói chuyện em nghe kỳ kỳ sao á nha. Nhẹ thôi. Anh kỳ kỳ chỗ nào đâu. Bây giờ em đối với anh và đối với con thì có gì khác nhau hay không vậy? Tới tối cho nhịn không cho ăn cơm, anh đam mê đá banh cũng không cho đá, anh không còn chút tự do nào hết. Anh bao nhiêu tuổi rồi, nói không chừng vài bữa anh không gọi em bà xã được nữa, anh phải gọi em là bà chị Hứa đó. Nói tới nói lui, anh vẫn có thành kiến với hội phu nhân. Phải, anh thành kiến với hội phu nhân đó. Nhà mình có phải đang sống rất tốt sao? Tại sao cứ phải chen chân để lên trên cho mệt chứ vậy? Anh nói tốt, tốt, tốt cái gì chứ? Anh còn không biết sự đặc thù của công ty mình hay sao? Vừa xảy ra là lớn chuyện liền. Ông xã, em xin lỗi. Lúc nãy em hơi nóng. Nhưng mà em cũng lo lắng. Nhà mình khó khăn lắm mới có được như bây giờ. Anh biến mặt anh thành ra như vậy, em cũng rất là đau lòng. Nhưng phương án phá hoa bây giờ của chúng ta vẫn chưa được duyệt. Đơn hàng còn chưa chắc đã lấy được. Thời gian này chúng ta không thể lơi lỏng. Em nói đúng không? Em nói đúng lắm. Đúng là anh không nên đánh nhau. Anh sẽ đưa em xuống nước cảm nhận trước. Nếu như em cảm thấy không sợ dưới biển thì mấy hôm sau em có thể thi bằng lặn rồi. Vậy thì tự do hơn nhiều. Có lẽ anh cảm thấy ngoại trừ trong thời chiến tranh cầm súng ra trận, muốn trở thành quan hệ sống chết thì nhất định phải biết lặn biển. Bởi vì một bạn lặn tốt còn cảm động hơn bất kỳ mối quan hệ nào. Tới nơi bốn bể nước sâu, mọi phía đều là bóng tối, người liên hệ duy nhất đối với em đó chính là bạn lặn. Hai người bạn lặn chăm sóc lẫn nhau, nhìn dưỡng khí, bài trừ áp suất, đạp nước. Nếu như có bất kỳ chỗ nào có vấn đề thì bạn lặn đó chính là người đảm bảo sinh mệnh cuối cùng của em. Vậy một chút nữa em lặn xuống thì phải giao tính mạng vào trong tay anh rồi. Vậy thì em có tin anh không? Nếu lần lặn này kết thúc, anh chắc chắn sẽ là người em tin nhất.
Chắc chắn đó không phải là mạch nước ngầm nhỏ. Bởi vì đèn pin và máy điều tiết của tôi, tất cả đều bị rơi xuống đó. Kích thích quá trời luôn. Đoán thử kết quả đi. Cũng may là có mạng Ni. Cô ấy quá tuyệt vời, hoàn toàn bình tĩnh. Cô ấy đã cứu mạng tôi và đeo lại mặt nạ dưỡng khí cho tôi. Thật sao? Sợ lắm đó, rất đáng sợ. Tôi không muốn nhớ lại nữa đâu. Với lần đầu mà nói, cô rất có tài năng đó, cô có biết không? Mạng Ni, cô biết không, phần lớn sự cố khi lặn đều là do thiếu dưỡng khí hết. Sau đó sẽ hoảng hốt tới chết luôn. Nhưng bây giờ ngoài việc cảm thấy sắp chết đói ra, tôi chẳng cảm thấy có gì khác biệt hết. Anh đi mua đồ ăn chút, em đợi anh nha. Nè bạn, cô có biết tôi nghe nói là ngày mai ra biển nữa, chúng ta có thể thấy cá voi. Thật đó. Tuyệt quá. À, nhưng tôi không muốn xuống biển nữa đâu. Tôi cứ ngồi trên thuyền là được rồi. Không phải chứ. Cái đường lặn đó tuyệt vời lắm mà. Mọi người mới phải giành giật đó. Một năm trước chúng tôi mới chiếm được chỗ đó. Các cô thì sao? Tôi không chắc. Ít nhất cũng phải chiếm chỗ từ nửa năm trước để có được đó. Phải đó. Vậy bây giờ có muốn ra biển không? Được chứ, được luôn. Thì thôi. Chúng gặp sau nha. Bí mật băng cá nhân. Ở đây nè, đây nha. Được, cảm ơn. Được. Đây nè. Đây, xin mời. Đúng rồi. Đây nha. Được rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn.